vì sao sự nổi loạn của Tô Đại chỉ Tổng Trọng và Bắc Kinh có lợi. Sáng ngày 16 tháng 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc, dự kiến bế mạc vào chiều ngày 18 tháng 5. Đây là kỳ họp thường niên của Ban chấp hành Trung ương Đảng với nhiệm vụ trọng tâm là điều chỉnh, bổ sung các vị trí lãnh đạo Đảng và Nhà nước còn khuyết và trống. Đã có hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị đã phải ra đi với các lý do khác nhau. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Cụ thể, Hội nghị Trung ương 9 sẽ tập trung giải quyết các vị trí nhân sự cấp cao như sau. Thứ nhất là bầu bổ sung các vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư. Tiếp theo là Ban chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp thứ 7 bầu và phê chuẩn các chức danh như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội. Kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét, đồng ý về việc thôi các chức vụ và cho nghỉ công tác với bà Trương Thị Mai. Được biết, bà Mai đã chính thức có đơn xin thôi tất cả các chức vụ. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng thông báo với Ban chấp hành Trung ương về việc phân công Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay bà Mai. Bốn ông bà Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương và tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đều được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay cho bà Mai theo dự kiến vào sáng ngày 19 tháng 5 tới đây. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ họp để phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư thay thế các vị trí vẫn còn bị khuyết hoặc có sự thay đổi. Theo thông tin rõ rỉ, Bộ Chính trị sẽ chỉnh Trung ương bỏ phiếu giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử chức danh Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội. Người kế nhiệm ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, dự kiến sẽ là Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời ông Ngọc sẽ được giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Toàn cảnh một hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao kể trên được Hội nghị Trung ương 9 giải quyết và được đánh giá là một cuộc cải tổ sâu rộng các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Nhưng đây không phải là cuộc thay máu như nhiều ý kiến đánh giá, bởi về cơ bản, theo công luận vẫn chỉ là kiểu bình mới rượu cũ. Các nhân sự thay thế vẫn chủ yếu do Tổng Trọng giới thiệu và kiểm soát. Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng lãnh đạo cấp cao bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và bị chặn lại sau nhiều tháng Tô Lâm mượn danh chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đã hạ bệ hàng loạt lãnh đạo cấp cao nhất. Theo giới phân tích quốc tế, nhiều dấu hiệu cho thấy Ban lãnh đạo Hà Nội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có biểu hiện dần rời xa phương Tây và nghiêng về phía Trung Quốc. Đồng thời, cuộc chiến quyền lực cấp cao vừa qua đã khiến Việt Nam mất dần sức hấp dẫn với các nhà đầu tư và trở thành một lựa chọn rủi ro cho họ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Mới đây có tin Việt Nam chỉ hoãn cuộc gặp với Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội. Đồng thời, nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam chuẩn bị nộp đơn xin gia nhập tổ chức kinh tế BRICS. Đây là một tổ chức quốc tế với sự tham gia của các quốc gia có nền dân chủ kém hoặc độc tài như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Một hãng tin quốc tế mới đây đã đưa ra nhận định những chuyển động bên trong của chính trường Việt Nam đang dần biến miền Bắc Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Những điều vừa kể trên cho thấy rằng chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam đã bị trói hẹp và quay trở lại với quỹ đạo sự kiềm tỏa, cũng như ngày càng lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh như trước đây. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao sự nổi loạn của Tô Đại chỉ Tổng Trọng và Bắc Kinh có lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tiền đồ Tô Đại tăm tối, vì sao Lương Tam Quang cũng không thể
cứu nổi. Bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, quyết định rũ áo ra đi, bỏ lại tất cả vì quá chán trường khi nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá triền miên không có hồi kết. Điều này đã phản ánh cho thấy tình trạng mất đoàn kết trầm trọng. Các cá nhân cũng như các phe cánh trong đảng chỉ lo tranh giành quyền lực và lợi ích, không quan tâm đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc và người dân. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Mạng xã hội đang loan truyền thông tin Bộ trưởng Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước với quyền lực rất hạn chế. Còn ghế Chủ tịch Quốc hội cho ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội đảm nhiệm. Hiện ông Mẫn đang tạm thời điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa 15. Đáng chú ý, nếu Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước mà không kiểm soát được Bộ Công an thì số phận của ông cũng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng giống như ông Phúc, ông Thưởng. Khi đó, Tô Chủ tịch có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào nếu phe đối thủ muốn điều đấy. Đây là điều rất đáng lo ngại với đương kim Đại tướng, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Do đó, người kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong những diễn biến tiếp theo của cuộc thư hùng thượng tầng chính trị. Bộ Chính trị hiện nay trong số 12 trên tổng số 18 ủy viên khóa 13 còn sót lại những ai có đủ tiêu chuẩn để thay ông Tô Lâm tại Bộ Công an? Đây là câu hỏi được đặt ra theo quy định số 214 QĐ vào năm 2020 của Bộ Chính trị, để giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính trị trước hoặc sau khi được bổ nhiệm. Đồng thời, theo tiền lệ, các đời Bộ trưởng Bộ Công an thường là đại biểu Quốc hội. Như vậy, nếu xét theo quy định tiền lệ, thì người ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Tô Lâm có thể là một trong các ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời còn phải là đại biểu Quốc hội. Bộ Chính trị khóa 13 có một số ủy viên xuất thân từ ngành công an như Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Văn Nên. Nhưng ông Nên không phải là đại biểu Quốc hội. Do vậy, khả năng cao là ông Phan Đình Trạc hoặc ông Nguyễn Hòa Bình sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Một số ý kiến nghiêng về khả năng ông Phan Đình Trạc sẽ nắm giữ vị trí này. Trưởng ban Nội chính Trung ương đối thủ không đội trời chung với ông Tô Lâm. Ông Phan Đình Trạc là một nhân vật có hạng trong phe Nghệ An, một nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò, đồng thời cũng là đối thủ chính trị không đội trời chung với Tô Lâm. Nếu ông Trạc thực sự về Bộ Công an, thì đây sẽ là một điều khiến được tân Chủ tịch nước có tên là Tô Lâm sẽ phải sống bất an, không khác gì việc có một bản án tử hình treo trên đầu. Nhất là Vương Đình Huệ, người cùng phe của ông Trạc, mới vừa bị tức tưởi ôm mối hận ra đi khi buộc phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình. Ngoài ông Trạc và ông Bình, một số nhân vật khác có khả năng thay thế chức Bộ trưởng Bộ Công an, đó là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú thì quê Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp 3 khóa 11, 12 và 13. Hiện là Ủy viên Bộ Chính trị và là thành viên Ban Bí thư. Trên mạng xã hội cũng có tin đồn Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng hương với Tô Lâm sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an theo nguyện vọng của Tô Lâm nếu ông nhậm chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, suy đoán này cũng có thể chưa chắc đã đúng. Một số người cho rằng trong trường hợp cả ba ông Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình và Trần Cẩm Tú vì lý do bất khả kháng không thể đảm trách chức Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc đó mới xét tới các nhân vật Thứ trưởng của bộ này. Bộ Công an hiện nay có 6 Thứ trưởng gồm 3 Thượng tướng và 3 Trung tướng. Đối thủ của Bộ trưởng Tô Lâm có hậu thuẫn vững chắc từ Bắc Kinh. Nếu xét thêm cấp hàm thì 3 Thượng tướng sẽ được chọn trước. Cả 3 vị Thượng tướng này là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhưng ông Quang và ông Ngọc không phải là đại biểu Quốc hội. Trong lúc Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang, là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa 12 và 13, là đại biểu Quốc hội 2 khóa liên tiếp 14 và 15. Hơn thế nữa, ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc chưa đủ tiêu chuẩn để được xét vào Bộ Chính trị. Theo quy định, để được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị thì phải là Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên. Có vẻ như tương lai của Bộ trưởng Công an còn tối hơn tiền đồ của chị dậu. Những ngày tháng tới, khi ngự trên chiếc ngai Chủ tịch nước,
có lẽ là những năm cùng tháng tận đối với vị đại tướng công an hữu dũng vô mưu. Lúc này chỉ có phép lạ thần kỳ mới có thể giúp được ông Tô Lâm thoát nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tiền đồ Tô Đại tăm tối, vì sao Lương Tam Quang cũng không thể cứu nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.